Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì đã rất là lâu rồi mình chưa ra video Vùng Đất Chết cho mấy bạn xem. Mình nhớ là mấy bạn bình luận bảo mình rằng là anh ơi, anh bỏ Vùng Đất Chết rồi hả, anh không quay Vùng Đất Chết nữa hả. Thì thật ra là không phải nha bạn, mình vẫn quay nha, nhưng mà dạo gần đây do mình bận quá cho nên mình không vào đây mình sinh tồn, mình chơi tiếp được đó. Thì hôm nay mình lại tiếp tục ra series Vùng Đất Chết cho mấy bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thôi đó bạn ơi. Ok, thì đây, mình sẽ khoe cho các bạn một số những món đồ nè. Mấy bạn có thấy gì ở trong tay mình không? Đây, mình cho các bạn xem nha. Đây, đầu tiên chính là gọi là nỏ thần mấy bạn ơi. Đây, đây chính là cây nỏ thần có thể bắn ra được viên đại bác cực kỳ mạnh luôn. Tiếp theo nữa, chính là cây trượng Ai Cập, có thể triệu hồi ra rất là nhiều binh lính để chúng để bọn nó gọi là sao ta, bảo vệ chúng ta. Rồi, tiếp theo nữa chính là kiếm băng, là kiếm được tìm thấy ở bên dưới nước hồ cá ăn thịt đó các bạn. Còn tiếp theo nữa là quạt ba tiêu mà trong tập trước chúng ta đã kiếm được. Cái này là cái quạt ba tiêu các bạn ơi, rất là mạnh luôn á nha. Rồi, và cái cuối cùng chính là kiếm lửa. Đây, cái kiếm lửa này là cái vũ khí mà mình thích nhất nè. Nó chém một cái thôi là cháy lửa luôn các bạn ơi, rất là mạnh luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Thì trong thời gian vừa rồi mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mình kiếm được rất là nhiều vũ khí mạnh để chúng ta sinh tồn ở trong cái vùng đất gọi là đầy dãy những con zombie như thế này. Thì hôm nay mình với mấy bạn sẽ cùng nhau đi kiếm thêm nhiều vũ khí mạnh hơn nữa nha anh em. Kiếm thật nhiều luôn, kiếm nhiều những vũ khí mạnh hơn để chúng ta chiến đấu với mấy con zombie. Đó, quá hợp lý đúng không nào? Ok. Thằng Phương Cận này. Phương Cận thằng nào? Ở đây tụi mày ok. Ủa cái gì trời? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ủa. Ui. Wow, ai vậy ta? Trời ơi, hôm nay Vùng Đất Chết của mình lại có thêm một vị khách mới nữa nè mấy bạn ơi. Wow, khách cái ông này. Khách. À. Khách cái gì? Mày là Phương Cận TV phải không? Cái gì mà Phương Cận TV? Tôi là Phong Cận TV chứ không phải là Phương Cận TV. Phong Cận, Phương Cận hay Phong Cận, tao không cần biết, nói chung là Phương Cận là mày đúng không? Đúng rồi, tôi là Phong Cận đây rồi, sao ông là ai mà sao nhìn ông ngầu quá vậy? Trời mấy bạn nhìn nè, nguyên bộ giáp đẹp ơi là đẹp luôn, bằng vàng luôn nha, trời xịn quá vậy. Ê, ôi trời. Đây là hàng limited cấm sờ, ta tên là Ngô Mai Dương, ta đến đây để đầu lên một món đồ bí bảo gia truyền của ta, người lấy đó đúng không? Ủa cái gì? Ông tên là gì cơ? Ta tên là Ngu Ma Dương. Ngu Ma Dương hả? Mấy bạn ơi, Ngu Ma Dương. À, chắc là cái ông mà lần trước bọn mình gọi là leo lên trên cái lâu đài của ông quýnh mấy con quái vật sừng trâu á bạn. Mấy con quái vật trẻ trâu á. Cái gì trẻ trâu? Hả? À không. Mày kêu đám đàn em tôi trẻ trâu hả? Không phải, tôi đâu có kêu đàn em ông là trẻ trâu đâu. Ủa nhưng mà hôm nay ông xuống đây có chuyện gì vậy? Mày đừng giả ngu với tao. Hôm trước mày đánh đàn em của tao bầm dập lên bờ xuống ruộng, có đứa phải đi tự cãi luôn. Bây giờ mày lấy mất cái quạt ba tiêu của tao rồi, mày trả không? Ủa trời trời, tôi quýnh đàn em của ông hồi nào? Đúng rồi, hình như là mình giết bọn nó luôn chứ mình đâu có quýnh đâu. Ủa đúng rồi, tôi chỉ giết bọn nó thôi chứ tôi có quýnh đâu. Trời trời, đúng mày rồi, bây giờ mày cầm cái quạt ba tiêu của tao đúng không? Bây giờ tao đề nghị mày trả cho tao, không tao quậy nát cái nhà mày luôn. À, quạt ba tiêu, à là cái này hả? Đúng rồi, đó cái hình của con bướm đó đó, trả tao mày. Ai trời ơi, cái quạt ba tiêu này á là do tôi với lại anh Dịch với lại là Sammy kiếm được, liên quan đến ông. Bọn tôi phải vượt qua rất là nhiều quái vật. Cái gì của ông á? Cái này là của ông á? Ừ. Tôi không tin nha. Ủa cái này liên quan đến ông, bởi vì bọn tôi đã giết rất là nhiều quái vật, bọn tôi mới lấy được, liên quan gì đến ông? Ôi trời, cái quạt đó của ta. Ta yêu cầu đàn em các đệ tử thân truyền thất bảo của ta canh giữ cái quạt đó, ngươi lên ngươi giết sạch luôn. Ngươi về thì coi được hả? Ta tố cáo ngươi với cái tội là xâm phạm tài sản của hợp pháp. Đúng rồi các bạn ơi, tính ra là mình với anh Dịch với lại Sammy cũng kỳ quá ha. Tự nhiên không leo lên cái lâu đài của ổng xong giết hết đàn em của ổng, cái đầu lấy cái quạt này. Tính ra mình là người có lỗi các bạn ơi. Tại mình không biết, mình tưởng mấy con đó là mấy con quái vật, ai ngờ đâu là lính của ông này hả? Ok ông ơi, vậy thôi là tôi trả cho ông nè, tôi xin lỗi nha. Đó, trả ông hả? Vậy thôi, giờ có chuyện gì nữa thôi cho tôi xin lỗi đi, tôi xin lỗi rất là nhiều, xin lỗi. Đây. Hả? Mày trả tao cái quạt, mày lấy cái quạt của tao. Mày trả tao cái quạt xong mày giết hết thật đàn em ta, mày xin lỗi câu là xong hả? Đâu dễ vậy cưng. Ủa chứ giờ ông muốn làm sao? Tôi đã xin lỗi ông cúi đầu xin lỗi thế này rồi, ông còn muốn gì nữa? Giờ ông nói luôn đi. Những gì mà mày làm với gia tộc tao, mày sẽ phải trả giá. Hả?
vậy trả giá gì giờ? Ông muốn bao nhiêu kim cương? Tôi có nguyên một cái vườn táo đầy kim cương kìa. Bây giờ tôi trả ông 100.000 viên kim cương cũng được nữa. Giờ ông muốn bao nhiêu? Nhìn mặt tao giống nghèo cần kim cương lắm hả? Tao cần mạng mày. Anh em đâu? Nó hiếp tao kìa, giết nó. Ủa cái gì? Bình tĩnh nha. Tự nhiên không kêu đàn em đâu, tính quýnh lộn hay gì? Ê, chạy mấy bạn ơi, chạy lên nóc nhà các bạn ơi. Trời ơi, không xong rồi. Mình đụng nhầm một cái ông gọi là chúa của Ngu Ma Dương luôn rồi, chứ không phải là Ngu Ma Dương nữa. Ông này ổng dữ quá các bạn ơi. Trời ơi, ông này ổng cực kỳ dữ luôn. Nãy giờ mình nói chuyện ổng, mình kêu mình trả kim cương cho ổng, ổng cũng không chịu luôn, ổng đòi giết mình mới được. Thôi xong rồi. Ui, mấy bạn ơi. Mấy bạn nhìn kìa, đàn em của ổng đầy dưới đây luôn. Để kém coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 100, 1 tỷ, 1 ngàn. Trời ơi, cũng khá là đông đó. Nhưng mà không sao cả. Mình tưởng là mình phải đánh nhau với ổng, ai dè đâu quýnh lộn với mấy thằng lính này. Thì mình xử một cái một. Rồi, để mình lấy vũ khí của mình ra xử hết đám lính này mấy bạn ơi. Tưởng gì, giờ đứng ở trên đây bắn mà nó thôi mà nó cũng chết nữa nè. Nỏ thân. Này, chết đi. Mày nè. Ok, trời bắn lâu quá. Bây giờ là mình sử dụng kiếm của mình xuống mình giết nó luôn. Ê, cái đám này làm gì được ta? Khoan, trước tiên mình phải lấy, mày phải lấy táo kim cương đã, từ từ. Đợi xíu nha, cho tôi lấy táo kim cương tôi ăn. Ê, từ từ, trời ơi, đã kêu đợi xíu mà làm gì căng thẳng vậy? Đốt mày luôn nè. Mày nè, trời ơi, yếu xìu mà còn mày đặt đánh tao hả? Hay còn cái đám này phải không? Mình sẽ chịu hồi gọi là sao ta? Đàn em của mình ra anh em ơi, mình phải chịu hồi đàn em của mình ra thì nó mới xử hết cái đám này phụ mình được. Ok rồi, chịu hồi đàn em nè. Hey, một em đó, đây là đàn em của mình đó bạn ơi. Tiến lên tấn công bọn nó đi em. Rồi bùm, hai em rồi, mình sẽ cần khoảng 5 em mấy bạn ơi. Ok rồi, chị hỏi tiếp nè. Ba em, 1, 2, 3 nè. Tiếp 4 em nè. Rồi tiếp nha. Đấy, 5 em đó. Ok, bây giờ mình cùng với lại là đàn em của mình sẽ cùng nhau xử cái đám quái vật trẻ trâu nè các bạn ơi. Mấy con này nhìn vậy thôi chứ bọn nó yếu lắm. Trời ơi là trời, tưởng gì ghê. Ai dè chỉ là chịu hồi ra mấy con trẻ trâu nè hả. Anh em, cùng anh tiến lên nào. Giết bọn nó. Tiến lên. Mày hả mày? Mày nè. Anh em tiến lên. Mày nè. Trời ơi, Đánh phụ em anh mấy đứa ơi. Trời ơi, mày hả mày? Mày nè. Đốt tụi mày nè, đốt tụi mày nè. Rồi, mày hả mày? Ok, kiếm băng nè. Hơi, trưởng, kiếm băng nè. Trưởng nè, đó, trời, kiếm băng trưởng cái nào là đâu cái đó luôn. Mày hả mày? Trưởng kiếm băng nè, trưởng nè. Trưởng Mày hả mày? Chém nè. Mày hả mày? Chạy queo đi. Ui, mày dám đánh tao hả? Trưởng kiếm băng nè, trưởng nè. Chém Mày mày té xuống nước đi, tao quýnh mày rơi xuống nước luôn con. Rồi, trời ơi, mấy con này yếu xìu. Cũng bay đặt đánh anh mày. Hãy xem đây. Ơi, bùm. Đây là nỏ thần. Tụi ta đã có được rất là nhiều vũ khí mạnh rồi, tao không sợ tụi mày đâu. Hây, bùm. Đó, trời ơi, dần chết queo hết. Ở bên đây còn hai con nè. Mày hả mày? Rồi xong, banh xác luôn, không thấy đâu được gọi là cái chân, cái tay của nó đâu luôn. Hây, mày nè, cho mày banh xác luôn. Mày này, ok. À, muốn quýnh nó phải không? Đốt mày lên nè, đó, chém. Mày hả mày, bày đặt nhào để đánh hả? Ok, bây giờ mình sẽ đốt hết tất cả cái đám này luôn nha anh em. Đốt nè, đốt nè. Đó, bọn mình đốt cho nó chết hết nè bạn ơi. Đốt, ây da, con nào quen dám quýnh mình vậy? À, mày ghen lắm, mày dám quýnh tao hả? Đốt mày lên luôn nè. Tao phải cho mày ăn một cái viên gọi là gì ta, đạn tao mới chịu được. Ôi, chưa kịp bắn nó chết luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình chỉ cần đứng từ xa mình đốt hết mấy con này là được gì? Đốt tụi mày luôn nè, đốt tụi mày nè. Đốt nè, kiếm lửa đốt nè, đốt. Trời ơi, tao đốt cái là cháy hết. Đốt nè. Mày hả? Ok rồi, bọn nó đang bị cháy các bạn ơi. Mấy con này nó đang bị cháy hết rồi. Trời, một tí là bọn nó chết hết nè. Hãy xem đây, kiếm lửa của mình mạnh lắm. Trời ơi. Đốt nè. Quýnh đi. Tao cho tụi mày cháy chết luôn. Mày hả mày? Ok. Rồi, bây giờ là còn lại vài con, mình sẽ sử dụng gọi là súng thần của mình để mình giết nó. Nỏ thần. Bùm. Ây da. Trời ơi, cái nỏ thần nó mạnh quá, nó bắn mình văng xuống dưới đây luôn các bạn ơi. Ok, còn một đám ở đây nè. Bùm. Đó, trời, chưa chết hả? Chưa chết nè. Ui, sao cũng chưa chết vậy? Chưa chết nè. Ok. Trời ơi, cái đám này tưởng là gì ghê gớm lắm, ai dè đâu giết có vài cái thôi chết hết sạch, không còn một đứa nào luôn. Hay, ủa khoan bạn ơi, hình như mình thấy còn thiếu nha.
Còn cái ông ngu Mai Dương hồi nãy, ổng mới vừa gọi là hùng hổ lắm, ông đòi giết mình, giờ ổng đi đâu mất tiêu rồi ta? Ủa cái ông đó rồi? Ngu Mai Dương, ngu Mai Dương, ông đang ở đâu? Ra đây đi. Ủa, hình như ổng đang núp, ổng đang núp đằng sau cái cây bạn ơi. Hí, núp nè. Trời, sao nhìn thằng này nó tuồng yếu lắm mà sao tụi nó ghê quá. Ui, á, mày nhớ mặt mày đó con. Tao sẽ trở lại, tao sẽ báo thù. Trở lại hả? Trở lại, tôi bắn ông chết luôn. Trở lại nè, trở lại hả? Ôi, trở lại hả? Tôi dí hông, tôi bắn nè. Trở lại, trời đây. Ông ráng mà chạy đi nha, tôi dí hông, tôi bắn nè. Ông đâu rồi? À, ông trước mặt mình kìa. Hey, trở lại nè. Trở lại nè. Rồi xong. Chết queo bạn ơi. Đâu, để mình lại gần mình xem coi. Chết queo luôn bạn ơi. Trời ơi là trời. Tưởng gì ghê gớm lắm. Bắn có vài viên đạn chết queo rồi xong. Biến mất luôn. À bên đây hả? Ủa, trời ơi là trời. Trời ơi, tưởng cái gì mạnh lắm. Ai dè bắn cho có vài viên đạn xong banh xác giờ nằm đóng luôn. Hey, mấy bạn ơi, tính ra là hôm nay á, mình tính là mình sẽ vào đây mình quay clip đi sinh tồn cho các bạn xem. Ai dè đâu lại gặp một cái ông gọi là đại ca của cái tụi trẻ trâu đó, là ngu Ma Dương đó. Bây giờ mình đã giết ổng luôn rồi. Bây giờ thôi kệ, cho ổng nằm đó đi. Cho ổng gọi là hiểu được rằng là Phong Cận TV không phải dạng vừa đâu. Phong Cận TV mạnh đến cỡ nào đúng không các bạn đó. Ok, bây giờ rằng mình nghĩ rằng cái clip, trời, từ nãy giờ mình quay cái clip này chắc cũng dài lắm rồi đó. Mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc clip tại đây đây. Ok, bye bye mọi người, yêu anh em phải nồi. Bye bye.